Thưa quý vị, năm 2024, tỉnh Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu đưa từ 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tính đến nay, thì tỉnh có 2.165 lao động xuất cảnh vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thị trường Nhật Bản chiếm 78,55%, tham gia các đơn hàng như chế biến thực phẩm, thủy sản, cơ khí, điện, điện tử, hàng. Thị trường Hàn Quốc chiếm 17,24%, chủ yếu là thu hoạch nông sản thời vụ, còn lại là các thị trường khác.